Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn số 99 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Ninh Bình, nội dung cụ thể như sau. Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước về cơ bản đã được kiểm soát tốt. Các địa phương cơ bản đã triển khai các giải pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng, của Ban chỉ đạo quốc gia, của Bộ Y tế. Tuy nhiên mầm bệnh có thể vẫn còn tồn tại trong cộng đồng, do vậy cần nâng cao cảnh giác, không chủ quan trong phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh sau dịp tích nguyên đán tân sửu nhu cầu đi lại làm việc và tham quan du lịch của nhân dân tăng cao đa số người dân và du khách đã có ý thức chấp hành các biện pháp phòng chống dịch covid-19 như đeo khẩu trang sát khuẩn tay nhanh thực hiện giãn cách để chủ động ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan dịch bệnh covid-19 trong cộng đồng đồng thời thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch có hiệu quả vừa phát triển kinh tế ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giám đốc sở y tế giám đốc công an tỉnh chỉ huy trường bộ chỉ huy quân sự tỉnh chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh, thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thành phố cần tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm một số nội dung sau. Một, thực hiện khai báo y tế, yêu cầu người dân thực hiện khai báo y tế bằng QR code khi đi đến các cơ quan đơn vị, các địa điểm công cộng có đơn vị quản lý trên địa bàn tỉnh thông qua phần mềm ứng dụng app mobile trên điện thoại thông minh hoặc khai báo y tế trực tuyến theo địa chỉ https 2 2 chéo tờ khai y tế vn thực hiện khai báo y tế bằng qr code sau khi có hướng dẫn cụ thể của sở y tế yêu cầu các cơ quan đơn vị phải có máy tính kết nối mạng internet có nhân viên hướng dẫn nếu cần cung cấp công cụ khai báo y tế trong trường hợp người dân và khách đến mà không có điện thoại thông minh 2. Sở Y tế hướng dẫn cụ thể ngay cho các cơ quan đơn vị, ủy ban nhân dân các huyện thành phố triển khai thực hiện khai báo y tế bằng QR code. Chú ý các siêu thị, nhà hàng, nơi lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ, công sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, các điểm du lịch, khu tâm linh, thờ tự. Hoàn thành trước ngày 3 tháng 3 năm 2021. Chủ trì việc giám sát, lấy mẫu xét nghiệm cho các đối tượng phải giám sát theo quy định. Cập nhật danh sách các ổ dịch đang hoạt động trên toàn quốc trên website của Sở Y tế. Chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị mua sắm đủ trang thiết bị phòng hộ, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm real time RT-PCR với SARS-CoV-2, đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19 tại các cơ sở y tế. 3. Sở du lịch chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tại các công ty lữ hành, khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú và kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định tăng cường kiểm tra việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các công ty lữ hành, khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú và kinh doanh dịch vụ du lịch trên toàn tỉnh. Phối hợp với công an tỉnh và các đơn vị có liên quan xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch. 4. Sở Thông tin truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, báo Ninh Bình, cổng thông tin điện tử tỉnh tăng cường tuyên truyền phổ biến rộng rãi thường xuyên các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chú ý hướng dẫn triển khai đầy đủ việc khai báo điện tử, đăng ký thông tin để lấy mã và sử dụng mã QR code để các sở ban ngành, cơ quan đơn vị doanh nghiệp và toàn thể nhân dân biết thực hiện. 5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các cơ quan đơn vị, công sở, các điểm tham quan du lịch trên địa bàn thực hiện khai báo y tế bằng QR code. Tăng cường giám sát việc tuân thủ phòng chống dịch trên địa bàn, chủ động giám sát ca bệnh, giám sát nhóm người có nguy cơ để có phương án xử trí thích hợp tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Yêu cầu giám đốc sở y tế, giám đốc công an tỉnh, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh, chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh, thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo trên và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với lĩnh vực địa phương phụ trách. Giao Sở Y tế theo dõi đông đốc tổng hợp kết quả, thực hiện báo cáo kịp thời Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch đồng chí Phạm Quang Ngọc đã ký